xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok thì ngày mai đồng hành cùng với mình đó là... Ơ đâu rồi? À đây à, ba thanh niên. Chào mọi người đi, ba thanh niên. Hello mọi người. Hello mọi người. Đấy thì hôm nay chúng ta lại đến với những cái hòn đảo quen thuộc. Thì mọi người chọn đảo đi. Chọn đảo đi. Hơn lúc chọn đảo vàng các bạn ơi. Đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bảo vệ giường bằng cái Lucky Block random các bạn ơi. Đấy, random nha. Cái này là tổng hợp từ rất là nhiều cái Lucky Block khác nhau. Đấy, có những cái món đồ VIP, có những cái món đồ cùi. Thế là chúng ta cùng trải nghiệm các bạn. Gọi là random mà. Thế nên là đâm ra là... Ui dồi ôi, cái gì đây? Oh, mấy cái đường dây các bạn ơi. Ui dồi ôi. Đấy, rồi, trải nghiệm là một đống zoom bay. Ui dồi ôi, sao lại có... Ui. Rồi, trải nghiệm thêm lần nữa đó là mình đang cùng bay cùng với cả biệt đội gà bay các bạn. Ý trời ơi. Tự sát luôn bây giờ này. Con này tự sát không ta? Rồi gà đang bắt đầu thả mình xuống các bạn. Thôi tự sát đi bạn, chờ mấy con gà chắc là đến sáng mai mới hạ cánh được mất. Rồi. Chưa gì vào đã thấy cái gì không à các bạn ơi. Ờ đều có một thanh kiếm. Ồ 13 sức tấn công bạn ơi. Sao làm sao? Ui con bóp bé bé này ghê vậy. Thôi tôi đánh nhanh đến với thế là mà. Ui con này nhỏ mà có võ bạn ơi. Lao. Ui đánh nó còn không mất máu các bạn ơi. Ây rồi. Thả cho em mình ơi. Thôi. Thôi đi. À đâu. Láo này. Ui rồi ôi. Thanh kiếm 500 sức tấn công đánh một cái chết queo bạn. Tuổi gì? Thỏ giết người này. Peter với chúng tôi này. Rồi ok được nguyên một gọi là ba cái món đồ đây. Đấy, ngon này. Ui. Láo. Ui. Cái này Zumbai à? Zumbai gọi là cầm đồ đá các bạn. Ok, TNT. Phá liền. Mấy TNT đập được cái gì ấy? Chết dở rồi. Mình chui phải một cái kim tự tháp gì đó có hắc diệp thạch với cả kim cương này. May quá, không sao các bạn. May quá, vẫn an toàn. Vẫn an toàn để sống sót. Ui dồi ôi. Người ngoài hành tinh này. Đó, cái gì đây? Được cái quần à, được cái lava thôi. Mình cái đồ ăn, đồ uống hay là cái vật phẩm thì mình cũng không quan tâm cho lắm ạ. Ui. Ý là con creeper thối tha. Làm cái là mình quẹo luôn bạn. Tính ra là bộ áo giáp này vẫn chưa đủ sức mạnh đâu. Vũ khí là được rồi bạn. Vũ khí 500 đam là ổn áp rồi đấy. Bây giờ là chúng ta cần xem nào cái gì đây. Ui cái quần bằng đất các bạn. Rồi. Lợn. Gà vịt, một thanh kiếm 13 sức tấn công. À, một bông hoa các bạn ơi. Rồi Nether Row. Bông hoa có thể đánh được nha. Ồ. Oh, 27 sức tấn công các bạn ơi. Ồ, oh, một cái bazooka này. Cactus bazooka. À, thôi mấy cái bazooka chắc là mình không bắn các bạn. Rồi ok, chúng ta có tăng speed thôi. Nhưng mà bị gọi là hiệu ứng 9 phút lần các bạn ơi. Ui rồi. Rồi ra mấy cái đầu. À, mình nó vành đâu ra đây. À, mấy thanh niên bắt đầu đánh nhau rồi sao? Ồ, vẫn ngọc Ender. Đây, mình có em đánh cúp. Em à? Ồ, có một cái áo này các bạn. Yes. Nó giỏi ra đây đánh nhau áo, đi. Áo gọi là áo phù thủy. Ui. Ultimate à? À, cái này có thể ép vào được này. Được nha, mình thử xem nào. Ui. Sang xịn mịn luôn. Ồ, rồi được cái bow các bạn ơi. Ui, Ultimate Heal Bow. Rồi xịn luôn, uy tín luôn bạn ơi. Quả này mà bắn thì dụng hết người. Random point, chôn point, thôi bỏ. Mấy cái kiểu gọi là chôn thì không nên dùng. Không dùng dù chỉ một lần. Rồi lại là thanh kiếm bạn, kiếm kim cương. Ồ, oh, được cái gì đây? Một cây gậy. Và chúng ta... Ui, cái này là bông hoa các bạn, giống kiểu bông hoa ấy. Chắc là gây sát thương. Ui, gây bị độc à. À nhưng mà thôi, chắc là mình không nghịch đâu. Mấy cái đấy nó dễ gọi là khiến cho mình được hưởng lắm. Chôn poi. Bắn không cẩn thận là cái gì đây? À. Rồi mình nhớ rồi nha. Ai à. À hình như là cái mấy cái block này có thể chế được đồ của bạn đây. Phải tiêu diệt xong lấy block. Tiêu diệt luôn cả anh Golem. Đấy, Mystic các bạn ạ. Đây là ở trong cái Lucky Block Mystic nha. Rất sang xịn mịn. Ui rồi. Tính ra cái đôi giày đất này ghê thật. Nó cho mình rất là nhiều giáp. Đây, Mystic Game. Ok luôn, uy tín luôn các bạn ơi, được. Lại
toàn mấy cái poi linh ta linh tinh vớ va vớ vẩn. Rồi, vứt mấy cái này đi. Uầy, Superman. Mày quá. Đi chỗ khác. Ờ, cho anh Golem đánh nhau. Mày quá, vừa lấy mình bắn vào anh Golem không để ý á. Ultimate Knight. Wow. À, được một cái quần Ultimate à. Ê. Lão chúng tôi. Lão chúng tôi. Anh nhân vay à, cứ tưởng anh con quái cơ. Anh đòi ha. Hai anh niên có vẻ là, hai anh niên có vẻ là qua nhà nhau rồi. Mình chắc cũng còn mấy cái lucky block nữa, mình tí nữa sẽ qua sau bạn. Ê. Ui trời ơi. Mấy con phù thủy pháp sư này ghê vậy. Trời đất ơi. Nhà thanh niên nào đi rồi kìa. Còn thanh niên nào vào đây nữa. Đây. Bên này là bác block à, không có fly à? Không cần fly. Ghê vậy. Đã có. Ui. Có gì nào? Thanh kiếm Alan Nát này. Thanh kiếm này 743 sức tấn công các bạn. VIP hơn cả thanh kiếm mình có hồi nãy luôn. Rồi, ok thôi, chúng ta sẽ chỉ set đồ ấy đã. Set đồ Mystic đã các bạn. Mystic. Đây, bởi vì là mình có game mà. Cứ chế đi. Hey. Xenofake. Xenofake. Gì đây? Rồi, ok. Rồi, ra đây xem chương trình bí ẩn này. Chương trình ai là Xeno thật nhá. Nào, Xeno ra giữa. Đừng đánh nhau nhá. Ai là Xeno thật? Ai là Xeno thật à? Chờ núp xíu để núp cũng có ai là Xeno giả này. Mặc áo vào, trời ơi. Đầu. Cho xin cái đầu coi. Ui dồi ôi các bạn. Oh my god luôn đấy chứ. Tôi mặc đốt này. Ui dồi ôi. Đâu, ai là Zeno thật đâu. Tới đây. Ai là Zeno thật, Zeno giả nào. Một bé. Ê. Hai bé. Ê. Nào. Này, giả ai là Zeno thật, ai là Zeno giả này. Không nhìn thấy mình à. À, đây nhận đầu. À. Mình đứng ở đấy. Ai là Zeno thật với chúng tôi này. Có một cái giày Mystic rồi mà tôi cũng không ấy. Đi luôn. Rồi ok. Thanh niên nào ấy? Rồi thanh niên vay đi rồi nhá. Ui, núp đang kín mít máu ở trên màn hình này. Đâu sao chả nhìn ai với ai này. Thanh niên nào bay kia đứng lại quay lại đảo giữa nhanh. À ghê nhờ, thanh niên nào bắt gọi là bảo vệ xương bằng cái Obsidian phải không? Mình phá cho bạn xem. Rồi ôi. Với cái tốc độ phá này. Ui. Đứng lại. Như nào đây? Anh vừa gáy xong với tốc độ phá này à? Bánh chết rồi mà. À chết à? Thế sao? Đi theo dõi rồi. Chỉ có Zeno thôi, Zeno cầm. Đâu, thì Zeno, Zeno ở nhà nào đây? Zeno thử nói đây, đây nhà thì kim cương à? Zeno cầm rồi, đánh nhau như anh người đàn bà đi. Trời ơi. Đây. Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi. Đó, thế đàn ông không đánh nhau. Ui ôi. Ui. Rồi, thì tự chết luôn. Tự chết luôn các bạn ơi. Ui tính ra là cái này đào block thì rất là nhanh và đào Obsidian hơi chậm một xíu thôi. Đấy đánh lên này, đánh đi. Đấy chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi, đánh đi. Đánh núp cơ mà. Đánh đi. Ai ơi, đào quá các bạn ơi. Tính ra là trời cái set đồ Mystic này rất là VIP đấy bạn không? Đấy, mặc nguyên một set đồ vào là bất tử luôn, với số máu như này thì không ai thể tiêu diệt được mình. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến game đấu thứ hai nha mọi người. Game đấu thứ hai thì xem rằng là độ gọi là hên của mình có như hồi nãy không. Chúng ta sẽ đến game đấu thứ hai. Bây giờ thì mình sẽ chọn đảo Emerald. Rồi, Emerald các bạn này. Đấy, thế nên là mạnh dạng này chọn Lapis đi. Pixel nào cũng Lapis mà. Ghê vậy. À vành Lapis à. Ui giời ơi, Pixel mi vành cứ thích ở chung nhau. Cứ thích ở chung nhau à. Trời ơi. Cho đập nhờ nhà cái. Giếng giếc mình không cần các bạn ơi. Ôi trời. Ôi họ giết người. Ui, có cái gì đây? Đấy, chúng ta đã có thanh kiếm Random Squad rồi. Hay quá. Ngon luôn các bạn ơi. À, được một quả trứng này. Hãy đổi tôi. Trời ơi. Ui, đổi mình được cái quả trứng này chắc là được đồ VIP lắm bạn ạ. Nhưng mà chắc là tìm được người đổi được thì chắc là đi sáng mai. Rồi, xong. À, chúng ta có một quần... Quần gì đó các bạn. Ơi. Etro này. Ồ, có cái dù này. Có đổi được quả trứng này. Nhưng mà nỗi khổ là khổ nỗi là chả có cái gì để đổi. Một đống ngôi sao. Đài luôn, được kinh nghiệm luôn. Đúng kinh nghiệm luôn bạn ơi. Láo mấy chúng tôi đó. Ui. À mấy con nhạn. À đâu quên mất mấy con rơi nó ném poi. Ui cái kiếm này ghê thật các bạn ơi. Kiếm này nó có khả năng chém ra sấm sét đấy. Ui và mình có thể là đây mình có thể biến biến bác này thành bác phù thủy này.
Nghe không? Wow. Fly là bốp. I can fly high các bạn ơi. Chỉ có thấy bốp mà. I can fly high. Yes, mình có thể fly được bằng cái đôi giày Z boot này các bạn. Cái gì đây? Mấy cái này, linh ta linh tinh. Ủa, mấy cái giếng này thôi. Cái gì đây? Ui. Ai à? Ờ, chết queo luôn bạn ơi. Nó cảnh báo mình là sẽ có gọi là thiên thạch rơi mà mình không né được. Ok. Ôi, cúp kim cương nè. Thì đi phá giường mấy thanh niên. Nó lại là nhanh chóng. Ui. Gì à? Ôi, quả này mấy thanh niên này ăn hành hết rồi. Ai, thanh niên này có cái gì mà bố ăn hành rồi. Chắc thanh niên có đồ xịn xò thì. Xin lỗi Vành nhá. Vành đã tìm nhầm người rồi. Vành đã tìm phải người ăn hành là tìm sai rồi. Núp đã có đồ rất là VIP. Ui rồi cái kiếm. Kiếm chém một cái tí sức tấn công à? Không, chém một cái sấm sét cũng gọi là thần thoi với các thứ. Núp cũng có cái kiếm đấy mà. Kiếm đỏ đỏ ấy. À, kiếm random mà. À không, kiếm Bloody God cơ. À, Bloody God. Ghê vậy. Thế nên chắc là có kiếm gì bạn ơi. Kiếm của mình cũng chém ra sấm sét. Ui dồi. À, gì đây? Ui dồi, được cái cúp các bạn ơi. Và một cái khuôn mặt trôn. À, ở nhà mình sẽ bay qua đây và đã. Thế là hết. Rồi, chết luôn. Yên tâm, trời ơi. Đồ VIP. Ui, cái gì đây? Được cái gì đây? Ui, bông hoa các bạn ạ. Ui, trời ơi, lắm quái. Lão. Ui, xét đánh cho một cái. Tuy nhiên từ nãy giờ mình tìm được mỗi mấy cái món đồ xịn xịn thôi. Là chắc là duy nhất cái kiếm với cả cái đôi giày Z-boot này đây. Ui, lại mấy cái đầu các bạn. Nghe mà, đập được mấy cái đầu đứng hình mất nhiều giây luôn. Rồi, sát tương tức thì với chúng tôi à. Ok. Không ăn, khổ nữa các bạn ơi, không ăn thua rồi. Đập nguyên một stack là chưa thấy cái áo giáp nào, cái vũ khí nào ra hồn là không ăn thua rồi. Thanh niên nào đây? À, đi treo qua đây làm gì? Qua đập giường nhà Vanh rồi. Ừ. Vanh vừa tuyên bố mọi người mất tuổi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ui dồi, mình đang bị mù quá các bạn ơi. Lắm quái vật kéo tới quá. Có thanh niên nào gần nhà mình không ta? Ui dồi. Thì đập cứ ra sấm sét đùm đùm ấy nhở? À, núp dùng cái kiếm ra sấm sét mà. Cái kiếm sấm sét nổ huynh huynh cả. Siêu nhân sấm sét đấy. Ây ạ. Rồi đập ra đống cún luôn. Đống chó luôn các bạn. À, thanh niên đấy. À, ui thanh niên đồ VIP đấy. À, thanh niên này có đồ ấy này, cái game Mystic giống như vừa nãy này, có cái đôi giày rất là ghê các bạn. Đâu, nhưng mà vẫn chết. Thanh niên đâu? À, thanh niên nào đây? Bay lượn lượn này. Chỉ có thanh niên Pixel ra. Vành hãy tìm Pixel và tiêu diệt Pixel đi Vành. Đâu, quả thầm núp cái. Qua đây. Cái này vứt đầy đồ trên cửa nhà kim cương thanh niên Zeno phải không? Núp rồi, kiếm này không? Kiếm. Ai à? Sao kiếm này không đấy chết được? Ai à? Về vậy thanh niên, trời ơi. Thế làm cái mình ngoẻo luôn ạ. Ơ, mình có phải đảo Emerald không ta? Ờ, đúng rồi. Ê, mình Vành à? Kiếm thần rồi, kiếm gót là kiếm thần rồi. Qua đây. Ngon qua đây, ta sẽ báo thù. Vậy đâu, ngon qua đây. Đâu? Thế trời rồi. Núp sao nó bị ở trong cái mê cung gì rồi? Cái cho lắm vào. Đấy, ngon qua đây. Gì kìa? Cái gì tìm kho báu gì kìa? Núp đang bị nhốt ở trong cái mê cung và nhiệm vụ ở tìm kho báu. Chờ xíu để núp tìm xong kho báu đã. Mình đập ra rồi. Ra đây. Nào. À, cũng có kiếm giống mình. À, lên đây, xuống đây. Ui. À, đi rồi. Thanh niên mất giường rồi, Pixel đập giường nhà rồi. Đi rồi. Hay quá. Này thì lao vào ăn này. Bị đảo lộn đồ nha. Vành chưa kịp chém. Này thì lao xuống và đánh mình các bạn ơi. Rồi, hay quá. Chúng ta đã khử được một thanh niên gọi là VIP đảo lộn. Khó chịu thật. Thấy chưa? Vừa nãy mà núp chỉ cần nhặt được cái thanh kiếm này nó sớm hơn một xíu nữa là mình khử được Vành các bạn ạ. Thanh niên đánh hỏng luôn cái đồ fly của mình rồi. Ê! Đi ra chỗ khác. Này bị tiêu diệt rồi, đừng có lại gần đây nha.
để yên để tôi đi tìm cái fly nha. Tất cả là tại Vành các bạn. Vành làm mất cả đôi giày fly của tôi. Ô, Pixel nhặt đúng rồi, Pixel. Nhặt cái gì mà nhặt? À chết, vừa lấy quên không ăn cái emoji vào. Ở đây này, emoji Apple á? Ờ. Emoji Apple cùi bắp. Thì nó cũng tăng được một tí giáp. Trời ơi. Ui rồi ôi. Ui rồi ôi, có con mythic ở đây nó ghê quá, mình đánh không chết được. Đâu để Vành qua, Vành giết chết. Đố Vành chết được đây. Đố Vành đây. Đấy, Vành đánh lên đi. Đâu, Vành rồi. Đây. Đâu? Đánh lên, đấy, đánh lên đi. Ok mặc. Đánh lên. Ôi rồi ôi, đánh đi. Đánh đi. Ôi giời, lại bắn. Bắn cung làm cái gì, đánh nhau với nó, đừng đẩy nó xuống. Đánh đi, đánh, solo chân tay nó đi. Đánh nó chạm vào người nó đảo lộn đồ. Tưởng thế nào bạn? Chết. Ui giời, con đấy khỏe lắm, không ăn thua. Trời giờ rồi bạn ơi, tôi phải tìm một chết. Cái đồ fly. Không chết được. À, này thì gáy này thì để ra. Vành đánh cho mà xem này, đánh. Ui đây này, lại còn thanh niên nữa này. Đây. Của Vành Tất. Ui. Cái này bọn này nó ghê lắm. Ui, Mythic Boy này. Đấy. Ở đâu rồi, mấy thanh niên kia đâu hết rồi, qua đây đi quánh lộn đi. Lúc đứng đây từ chiều. Xèo, đâu? Phản lời gọi à? Ờ, à, lúc đứng đây từ chiều à? Ở đâu? Đấy, nó xíu để nút tự sát ra. Chưa đánh cái đấy tự sát rồi. Đấy, ngoan ra đây. Chưa đánh đã xin thua rồi. Đấy, ra đây, trời ơi. Giữa đây. Không qua được giữa, khổ quá không có fly. Nhà nào? Qua nhà. Khổ quá không có fly. Bay được đâu? Nhà Emerald. Thế nên Vành tránh xa nhá, đừng có lệ. Ui. Đi rồi, muốn anh nên đi rồi. Nào qua đây. Ờ, biết là con dương thôi nhưng mà. Ui. Láo với chúng tôi này, láo với chúng. Điên ghê vậy. Mình không có fly, mình phải đi tìm fly để qua tẩn mấy thanh niên này các bạn. Khó chịu quá. Fly đâu rồi, em ở đâu rồi, fly. Ui. Con bò này nó nổ làm đâm ra mình mất luôn cái game gì rồi. Ui. À, lại thanh niên nào Vành à? Thôi Vành ơi. Vành. Thanh niên nào chết queo rồi. Thanh niên nào ra đánh cái con Mystic chết queo rồi. Thanh niên đánh cái chết queo rồi. Thằng chết lại chết rồi các bạn đây. Tao vẫn không đánh được con đấy. Hai mình được đập vào gần đây bảo vệ sướng ạ. Con phần lên này khó chịu thật. Ôi nhà nào có quýt giờ này. À nhà Zeno à. Quýt Sliver. Wow. Cả luôn con Mystic gì kia khó chịu thật. Con này mạnh nhất của đất đây. Ui rồi. Tôi đang bị nhốt ở trong đúng nước gọi là siêu to khổng lồ. Không có đường thoát đâu, chỉ có chết rồi. Như nào chết rồi, đừng đánh người chết. Rồi. Chết. À? Sợ đánh Pixel. Qua đây. Ua. Quả kiếm vô cực sức tấn công ạ. À, làm nào mình có thể fly được ta? Vành cho mượn đôi giày fly đi chiến đấu đi Vành. Không, mượn thì đánh. Ui, các bạn thấy không, mình dùng cái thanh kiếm gọi là vô cực sư tấn công đánh thanh đánh với thanh niên Mythic gọi là không ăn thua bạn. Ui đồ ơi. Nhiều đánh mình đây. Mythic đánh chết núp mà, vì sao đánh đó? À, luôn thử đánh nha. Vô cực sư tấn công bạn. Ui. Không ăn thua luôn. Ui rồi vẫn không chết được. Mà chưa bạn này, không đánh. Đây để thanh kiếm AI sức tấn công đánh nhỏ. Ui. Thanh kiếm tự ăn quay là chết đấy. À, không thể nào đánh chết được bạn thôi. Chưa. À, mình đứng đây mình bảo vệ giường này, thanh niên nào qua đây nào. Phá giường, Pixel đi phá hết giường này. Ôi trời ơi, bác. Quyết chiến. Bác đổi đồ của mình. Qua đây, trời ơi. Ngon thì qua đây. Giường nhà Emerald đã mất. Núp lúc nào đứng ở đây. Cái gì mà Emerald? Trời ơi, tôi nhà Emerald mất đâu ra. Thanh niên tàu lao. Đâu? Giường nhà đây. Rồi, hay đi nhau. Ô, cái này không có tác dụng à. Ô, thế à? Sao thật tự bán kịp lắp à? Zeno chết rồi, Zeno mất giường rồi. Sao tự bán lại tự chết nhờ? À, thôi lúc đứng đây rồi, Pixel không mà đánh lại được mình mà. Có đồ đâu mà không đánh lại được à? Nhưng mà mình mất giường rồi, từ từ phải chơi chiến thuật. Ờ.
Đúng, video chạm chạm được gần luôn. Rồi, chạm được gần nhận thua là bạn mình. Rồi. Ok, chờ lúc xíu để lúc tự phá cái ấy nha, tới nhá, đừng đánh trộm nhá, tôi chưa được nhá. Chưa được nhá. Chưa được. Đừng bắn. Ok. Đâu để lúc phá giường của lúc này lúc tự hủy luôn này. Rồi ok, hình như vỡ giường các bạn. Rồi nhờ. Đây. Tự hủy luôn để chúng ta còn ai cũng còn một mạng các bạn. Đấy. Đây. Nào, xuống đây. Cái gì đấy Vanh? Trời ơi. Nhầm. Thì nên bây giờ chết luôn à? Vanh nghịch video không tính. Tính lại, tính lại. Đó, qua đây. Đấy, qua đây, ngon qua đây. Đâu, đứng đâu. Đây. Ui. À, thanh niên từ từ đó nào, từ từ. À, đây, cho lại, này, lại. Ok, lại. Hai. Thanh niên núp lừa rồi. Nào, đâu rồi, thấy rồi. Ui, kiếm đi đánh xa đấy. Thanh niên núp đánh xa hồn đấy. Cái đánh kiếm này đánh xa lắm, cả cây số luôn. Ui, tính ra mình chả cần bộ đồ nào bạn này. Chỉ cần cầm thanh kiếm này lên là bá chủ thiên hạ rồi. Rồi, ok thì có lẽ rằng là cái mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong Noob Team, ấn đăng ký ủng hộ nha. Và đừng quên comment cái bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại, bye bye. Bye bye. Bye bye.